Một buổi quay hình của Thủy cùng Top Đàn Trên Nứa, Học viện Nhạc Quốc gia Việt Nam. Trời siêu lạnh luôn mọi người ạ. Dưới nó đáp đàn hộ chị nhỉ? Bắt đầu nào. Cây đàn trên nếu mang âm hưởng đại ngàn, hy vọng sẽ đem lại một mùa xuân tới tất cả chúng ta. Và các bạn sẽ cùng đón xem trên chương trình VTV Tết nhé. Này,